Lấy vô tánh của vô sanh trí, diệt trí, niết bàn làm tự tánh, lấy vô tánh của thanh văn địa, độc giác địa, Phật địa, thế tục tri kiến, thắng nghĩa tri kiến, và vô trước trí, trí nhất thiết trí làm tự tánh. Xá lợi tử thưa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không vì pháp thành tựu hoại diệt mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa, không vì thành tựu pháp sanh khởi, không vì hoại diệt pháp vô ngã mà hiện tiền. Xá lợi tử thưa, Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba làm Mật đa không vì duyên pháp làm phương tiện mà hiện tiền. Phật đáp: đúng vậy, vì tất cả pháp không chỗ duyên, nên không có pháp có thể làm chỗ duyên phát khởi Bát Nhã Ba La Mật đa. Xá lợi Tử thừa, Bạch Thế Tôn như vậy Bát Nhã Ba La Mật đa đối với tất cả pháp không vì tăng giảm mà hiện tiền. Phật đáp: đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể tăng giảm xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì vượt khỏi tất cả pháp mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa không thấy có pháp có thể vượt khỏi xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì tổn hại hay lợi ích tất cả pháp mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp tổn hại hay lợi ích xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì tập hợp xa lìa tất cả pháp mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp có thể hợp tan xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì giữ bỏ điều phổ pháp mà hiện tiền Phật đáp: đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, không thấy có pháp giữ bỏ điều phục. Xá lợi tử thừa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa không vì đối với pháp tạo ân oán mà hiện tiền. Phật đáp: đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, không thấy có pháp tạo ra ân oán kia. Xá lợi tử thừa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa không vì đối với pháp có khởi không khởi mà hiện tiền. Phật đáp: "Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy có pháp có thể sanh khởi, không sanh khởi." Xá lợi tử thưa: "Bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì đối với pháp có chút tương ưng không tương ưng mà hiện tiền. Phật đáp: "Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy có pháp có thể cùng tương ưng không tương ưng." Xá lợi tử thưa: "Bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì đối với pháp có chút cộng trụ hay không bất cộng trụ mà hiện tiền." Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba làm Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể cùng cộng trụ và không cộng trụ. Xá lợi tử thưa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chỗ sanh khởi, không sanh khởi mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể khiến sanh khởi, không sanh khởi. Xá lợi tử thưa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có lưu chuyển, không lưu chuyển mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có pháp có thể làm lưu truyền, không lưu truyền, xá lợi tử thường. Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa không có chút pháp nào tác dụng làm vật dụng làm hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có chút pháp nào có thể tác dụng làm vật dụng mà hiện tiền xá lợi tử thừa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp chứng tánh bình đẳng tánh không bình đẳng mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có chút pháp nào có thể chứng tánh bình đẳng tánh không bình đẳng xá lợi tử thừa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có lấy bỏ mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp có thể lấy bỏ xá lợi tử thưa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có sự tạo tác mà hiện tiền. Phật đáp đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thể có pháp mà có sự tác tạo kia. xá lợi tử lại bạch Phật, bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa này rất là sâu xa. Phật đáp đúng vậy, vì sao giá lợi tử, vì các xác ẩn giới sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Các tri duyên khỏi sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Điên đảo năm triển cái tà kiến ái hành sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Ngã hữu tình vân vân sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Hí luận không ý luận sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa bố thí cao kiệt giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn diệu tuệ ác tuệ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa niệm trụ tránh đoạn thần cúc